Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình kinh tế trong tuần qua cùng với Tiến Dũng. À, trước hết thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Ký thư vị Jones đóng cửa thì lên 98 điểm, hiện tại là 28.590 điểm. Nasdaq lên 46 điểm, con số kỷ lục mới là 11.670 điểm. S&P 500 thì lên được 9 điểm, hiện tại con số cũng là kỷ lục mới là 3.493 điểm. Tuy nốt 10 năm là 0.71%. Lãi suất định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.12%, tuần rồi cao nhất là 2.50%. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.60%, tuần rồi cao nhất là 2.25%. Dầu thô đóng cửa mức 43 đồng 05 xu cho một thùng dầu thô. Giá vàng quốc tế hiện tại là 1979 đồng chẵn cho một ounce. Giá vàng tại Việt Nam hiện tại là 55 600 000 đồng cho một lượng, bán ra là 56 500 000 đồng cho một lượng. Một Mỹ Kim hiện tại đổi được là 23.270 đồng Việt Nam. Vâng kính thưa quý bản tin đầu tiên xin gửi quý đến bản tin về tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc. À, theo như Bộ Lao Độ động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 22 tháng 8 là 1.006.000 người so với tuần lễ trước đó thì là 1.104.000 người. Thật sự ra thì con số này nó đi xuống cũng là phải và thứ nhất nữa, à, thứ hai nữa là lý do vì cái theo mùa, mùa này thì chúng ta biết rằng khi mà các cơ sở thương mại À, chậm lại và học sinh phải go back to school thì có số người xin trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên. Trong khi đó thì người dân Hoa Kỳ tiêu dùng vẫn rất là thoải mái. Theo như Bộ thương mại cũng đưa ra hôm chiều thứ sáu thì họ cho biết rằng liên tục người dân tiêu xài vẫn tăng lên, tưởng rằng cái cái số họ đoán ban đầu là khoảng 1.5 thôi nhưng mà thật sự ra là 1.9, và đa số là những cái mặt hàng về lâu bền, nó tăng đến 11.2% vào tháng 7. Và riêng về cái tháng 6 là 7.6%. Rõ ràng người dân Mỹ vẫn tiếp tục xài tiền vào một cách rất là thoải mái. Kính thưa vị, không có chuyện gì mà gọi là đắn đo hết. À, Tiến Dũng cũng đã không có đưa tin về nhà cửa, đã từ lâu. Như hôm nay Tiến Dũng gửi về nhà cửa thật sự ra, à, dùng cái từ là nó lên rất hỗn Cái giá trị của căn nhà nó lên rất là hỗn trung bình á, là trong cái tháng 6 không thôi thì giá trị những căn nhà nó lên khoảng 3.5%. Um, có nhiều người nói rằng không biết lý do tại sao nhà lên đơn giản là chúng ta biết rằng cái lãi suất mà càng thấp thì người ta lại mua nhà nhiều mà mua nhà nhiều thì chúng ta biết rằng demand and supply cái gì mà nó hiếm nó sẽ lên giá thì nhà cửa lúc này đúng thật sự là đang gọi là khó tìm được căn nhà nhưng mà trong 20 thành phố lớn thì có những nơi mà số cái, cái, giá trị nhà nó lên đến khoảng 9% cái thứ vị chẳng hạn như ở Phoenix nhà lên 9% ở Seattle và Tampa Bay thì lên 6.8% riêng chỉ ở Chicago lên nhưng mà lên rất chậm lên 0.6% đó là những cái thành phố mà cho ta biết rằng rất là hỗn độn trong những cái ngày tháng vừa qua như là Charlotte and Dallas and Los Angeles Minneapolis San Diego Washington DC vẫn lên rất là nhẹ chỉ có ngoại trừ những cái thành phố như là Las Vegas, thành phố New York và thành phố San Francisco nằm trong trường hợp bị giảm giá trị căn nhà. Và chúng ta cũng biết rằng đây là những cái thành phố mà bạo loạn trong những ngày tháng vừa qua thì tháng 6 giảm tháng 7 vẫn giảm thì cái điều này chúng ta vẫn hiểu rõ. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến American Airlines. Đây là những bản tin mà quý vị cũng đã nghe những ngày tháng vừa qua rất là nhiều. Hàng không thì trong cái mùa đại dịch như vậy đó thì họ không có lợi nhuận Nội nhuận nói thì nó hơi lạc quan quá đi, nhưng mà thật sự ra cái cái số người đi dùng uh, airline nó giảm quá nhiều. Theo như uh, American Airlines họ cho biết trước là có khoảng 19.000 nhân viên có thể bị lay-off. Uh, trong đó có khoảng 17.500 nhân viên và union worker, 1.600 pilot và trong đó có khoảng 8.100 về uh, những tiếp đi hàng không và 1.500 rưỡi về những người làm vị trí quản lý. Uh, lý do tại sao quý vị biết là trong cái thời điểm mà đầu mùa dịch khoảng là tháng 3 đó và chuyển qua tháng 4 thì cái gói cứu trợ đầu tiên thì 25 tỷ cho tất cả những hãng hàng không ở Hoa Kỳ trong đó nào là Delta Airlines, United Airlines, Southwest Airlines vân vân thì bây giờ cái số tiền đó gần như là đã cạn kiệt rồi nếu mà tính chính xác thì đầu tháng 10 nếu mà không có gói cứu trợ thứ nhì thì không phải riêng về American Airlines sẽ rất nhiều airline sẽ lay off nhân viên trong đó như là United Airlines cho biết là khoảng 36.000 nhân viên, Delta Airlines là 1941 nhân viên và những cái hãng hàng không khác thì chưa có đưa lên cái thông báo nhưng mà tôi cũng tin chắc rằng nếu trong cái tháng 9 tới đây mà chính phủ Hoa Kỳ không thông qua cái gói cứu trợ thứ nhì để trích ra số tiền mà chúng ta gọi là PPP đó thì chắc chắn sẽ nhiều cái công ty sẽ lay-off nhân viên và trong đó là một trong những công ty ảnh hưởng nặng nhất là hãng hàng không của Hoa Kỳ, cái hãng hàng không Hoa Kỳ. Bad, bad and Beyond, đây là một cái thương hiệu mà Tiến Dũng thấy rằng Tiến Dũng đưa hơi nhiều nhưng mà cũng tội vì họ lên rồi họ xuống, họ xuống rồi họ lên. Uh, Tiến dụng không nghĩ rằng họ tồn tại đến ngày hôm nay nhưng mà thật sự ra họ vẫn còn tồn tại. Đó là một cái điều rất là ngoạn mục. Nhưng mà Corporation sẽ lay off khoảng 2.800 nhân viên và nó affect immediately. Tức là khi mà họ gửi email ra thì 2.800 nhân viên này sẽ bị lay off ngay tức khắc. Và đa số những người này là ngồi trong cái Corporation. Tức là ngồi uh, ngồi trong mát để làm việc. Uh, cái lý do tại sao vì Bad, Bad and Beyond cho biết rằng cái thị hiếu của người tiêu dùng hiện tại bây giờ trong lúc này thì họ online nhiều hơn họ ngồi ở nhà họ không ra đường vì dịch lệ rồi họ work from home họ cũng có tiền nữa thì này nói nhỏ cho quý vị nghe thôi đa số work from home á, là chúng ta có thể web browser vô tư không có ai mà gọi là gọi là oversee hết thì chúng ta có thể thoải mái online thì chúng ta mua đồ thì đến với vì lý do đó mà amazon gọi là kỷ lục tăng cái doanh thu mình rồi Best Buy rồi Target rồi Walmart rất nhiều công ty gọi là bán online trực tuyến online đó lợi nhuận họ khổng lồ thì Best Buy Beyond họ cũng muốn đi lại cái xu hướng đó tức là người dân thích online thì chúng tôi sẽ chuyển qua online và họ đã lay up rất nhiều nhân viên và họ cho biết là họ save cũng rất là nhiều tiền trong cái cuộc lay up này và thật sự ra thì Dũng thường giải thích trước đây một cái người CEO tạm thời cái bạn đó Dũng tên quên tên rồi bà cũng làm trong cái CEO của Beban and Beyond và nói rằng thà rằng bà hy sinh thủy thủ đoàn để cho chiếc tàu nó được nổi còn hơn là thủy thủ đoàn nhiều quá mà chiếc tàu nó chìm chìm là chết hết luôn, thà rằng chết một ít thôi. Thì trong trường hợp đó, trong hợp này đó nó cũng giống như vậy, 2008 nhân viên này bị lớp để cứu nguy cho cái cái thương hiệu và cái tên hoặc là cái công ty Beban and Beyond của thú quý vị. Waymo bản tin rất là vui cho tiểu bang Texas. Waymo sẽ chuyển hướng mở một cái depot tức là một cái xưởng ráp chiếc xe truck mà gọi là dòng xe chạy không có người lái. Đây là một cái một cái chương trình mới mẻ à, chỉ có công ty Google thôi mà Waymo là under cái Google cái công ty lớn là Google. Và họ sử dụng những chiếc xe 18 bánh xe truck mà chạy không cần người lái và họ cho biết rằng họ đã từ bên thung lũng vàng để chuyển qua tất cả qua tiểu bang Texas và thành phố trước mắt là ở Dallas họ xem ở đây và họ cho biết rằng trong tương lai thì đây sẽ là một cái công ty khổng lồ vì họ cho biết trước luôn là cứ 16 người dân ở Texas sẽ có một người làm cho công ty này và chúng ta chờ xem nó sẽ lớn như thế nào rõ ràng nếu mà năm 2030 thì những cái xe chạy bằng điện rồi thường hưởng điện thì nó chuyển qua không người lái thì sẽ có rất nhiều nhân viên phải take care cái công ty này mới đủ cho cung cấp cho một cái lượng số lượng lớn nhờ gọi là những cái người ở trên toàn nước Mỹ. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến tôm shrimp. À, con tôm này thì bị recall đã bán rất nhiều ở trong Costco. À, tuần lễ vừa rồi thì hôm thứ ba thì Costco cũng gửi ra cho biết rằng cái tôm mà đông lạnh cái tôm đông lạnh uh, được luộc rồi, được lột vỏ rồi để trong cái bịch tức là nó là frozen, cooked and peeled đã bán và under cái tên là Cater Export uh, rồi có Costco, Cullen Brand, Wellesley Farms, Fresh Market Đó là những cái con tôm mà đã bán ở trong Costco Và những con tôm này đã bị nhiễm khuẩn Salmonella nếu vị nào mà đã lỡ mua con tôm này ở trong đông lạnh này đó ở trong Costco mà chúng ta ăn một phần nào đó mà còn để lại thì chúng ta dùng rác đi còn không thì em lại để lấy tiền thì Costco cũng nói rằng you can return and get money back anytime. Um, thí dụ có hy vọng quý vị nào mà có thì chúng ta nên trả lại vì không sẽ rất là diễm khuẩn cái tôi việc. vâng một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến Amazon wow chúng ta biết là hôm nay giữa điều bản tin này thì Amazon người chủ Amazon là ông Jeff Bezos là có số tiền lương gọi là cái tài khoản khủng riêng cá nhân của ông là ông cầm trong tay đó là trên 200 tỷ Mỹ Kim. 1 tỷ là 1 ngàn triệu. Ông cầm cầm trên tay của ông là trên 200 ngàn triệu Mỹ Kim. 200 ngàn. 200 tỷ là 200 ngàn triệu. Vậy thì ông xài sao cho hết đi. Một ngày Tiến Dũng cho là ông xài vài triệu vài triệu đô la mỗi ngày. Xài vui vẻ vài triệu vài triệu. Không biết khi nào mới hết. Mấy đời mới hết cái tiền của ông. Nhưng mà không ngưng tại đó, ông này liên luôn là tìm một cái chiều hướng mới. Vì hôm thứ Năm, thì Amazon đã mở một cái cửa tiệm tên là Amazon Fresh Grocery mới tinh nằm ở Los Angeles, California. Amazon cho biết rằng cái cửa tiệm này là cửa tiệm đặc biệt Amazon mở from fresh, from crash, tức là không có dướng gì vào cái whole food hết. Whole Foods là hoàn toàn riêng biệt. Whole Foods thì Amazon đã mua cách đây 3 năm trước là 13 tỷ, trên 13 tỷ, gần 14 tỷ, 13.7 tỷ. Thì bây giờ cái đó thực sự ra nếu mà tôi Dũng có cơ hội ngồi nói chuyện với ông Jeff Bezos á, hồi nào anh mua cái cửa tiệm này, anh có thấy hối hận không? Chắc chắn cái câu ổng sẽ gật vâng hối hận lắm. Cái tiệm này nó không có lợi nhuận nhiều quý vị, thậm chí nó không lợi nhuận mà Amazon phải gánh vác rất là nhiều tiền lỗ mà vì có nào có cơ hội đi vào cái tiệm này thì những cái mặt hàng của họ bán nó cũng bên ngoài cũng bán nhiều nhưng mà cái giá cả nó hơi mắc thì thấy ít có người nào cái traffic của cái cửa tiệm mà Whole Foods này nó không có tốt. Tí Dũng nghĩ rằng, mà Tí Dũng tin chắc rằng nếu một ngày nào đó cái Amazon Fresh Grocery này mà thành công đó thì nó sẽ chuyển hướng qua đổi hết thành cái Whole Foods, thành, thành cái tiệm uh, Amazon Fresh Grocery hết. Vâng, bản tin đó là cũng là bản tin uh, cuối cùng của phần 1. Tí Dũng xin vị đừng rời làn sóng của Việt TV. Qua và một vài thông tin thương mại thì Dũng sẽ trở lại phần 2 nhiều phần hấp dẫn hơn. Xin quý vị đừng rời màn hình.